Xin chào các bạn, không biết là các bạn đã lên iOS 10 chưa? Nếu mà chưa thì hãy update ngay, bởi vì đây là một cái bản update có khá nhiều thứ để chúng ta nghịch. Còn nếu là anh em nào đã update rồi thì hãy xem video này. Mình xin chia sẻ với anh em một số cái thủ thuật nhỏ liên quan tới iOS 10. Nó sẽ giúp anh em sử dụng máy một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đầu tiên là một tính năng mà được khá là nhiều người ủng hộ, đó là chúng ta có thể xóa bớt những cái ứng dụng mà chúng ta không xài, kể cả những ứng dụng cài sẵn luôn. Ở đây mình ví dụ như bạn không sử dụng Reminder hoặc là không sử dụng iBook đi, thì bạn có thể xóa nó một cách dễ dàng, rất là đơn giản, và bạn có thể khi nào cần á thì bạn chỉ cần vào App Store để cài lại là xong. Ứng dụng đồng hồ mới bây giờ có một chế độ mới tên là chế độ giờ đi ngủ. Thì chế độ này nó sẽ hoạt động bằng cách là xác định cái giờ mà bạn muốn ngủ hoặc là bạn muốn thức dậy, sau đó sẽ nhắc nhở bạn đi ngủ đúng giờ. Ở những phiên bản iOS trước, nếu mà bạn muốn đóng những cái tab Safari thì bạn sẽ phải nhấn dấu X thủ công hoặc là dùng cái thao tác swipe, rất là mất thời gian. Còn bây giờ ở trong iOS 10, bạn có thể đóng tất cả các tab một cách cực kỳ nhanh chóng chỉ bằng cách nhấn giữ vào cái biểu tượng hình tab, sau đó chọn đóng 5 tab, vậy là xong. Chức năng kế tiếp mình muốn giới thiệu với các bạn đó là chức năng Markup. Đây là một tính năng đã có từ khá lâu ở trên iOS 9, nhưng mà nó chỉ dành cho ứng dụng mail mà thôi. Thì tác dụng chính của Markup đó là nó sẽ cho phép bạn vẽ hoặc là ghi chú lên bức ảnh của mình. Bây giờ trong iOS 10 bạn có thể dùng Markup ở trong ứng dụng Photo. Cách sử dụng rất là đơn giản, bạn chỉ cần chọn tấm hình nào đó mà bạn muốn, sau đó nhấn vào nút chỉnh sửa. Ở đây có một dấu ba chấm thì bạn sẽ chọn vào và nhớ là chọn cái mục Markup. Sau khi mà các bạn đã vào được cái giao diện chỉnh sửa rồi thì các bạn có thể viết vẽ lên trong bức hình này tùy ý các bạn. Và với một số cái hình dạng nhất định, ví dụ như là hình tam giác, ứng dụng sẽ hỏi bạn là có muốn chỉnh lại nó bằng những nét thẳng hay không. Bạn cứ chạm vào là xong. Bạn cũng có thể thêm vào những cái biểu tượng kính lúp, nó sẽ phóng to cái nội dung trên ảnh lên tương ứng với cái vị trí mà bạn đặt kính lúp, khá là hay mà bạn không cần phải cài thêm bất kỳ một ứng dụng nào khác. Trong ứng dụng Photo, nếu các bạn tìm kiếm một bức ảnh nào đó thì bây giờ bạn có thêm tùy chọn là tìm bằng chữ. Chẳng hạn như các bạn có thể gõ chữ beach thì nó sẽ liệt kê ra những cái tấm ảnh nào đã được chụp ở bãi biển. Đây là một cái tính năng mới của Photo dựa vào trí tuệ nhân tạo. Ngoài cái việc mà phát hiện ảnh chụp ở biển ra thì tính năng tìm kiếm mới còn có thể được áp dụng cho những cái địa điểm nữa. Bạn có thể search địa điểm rất là nhanh và tìm lại những tấm hình mình đã chụp ở địa danh hoặc là trong một cái kỳ nghỉ nào đó chẳng hạn. Một số ứng dụng sẽ hỗ trợ chạy những cái hành động nhanh ngay từ thanh thông báo. Ví dụ như mặc định là Facebook Messenger sẽ cho phép bạn gửi like hoặc là tắt tiếng của một cuộc hội thoại nào đó. Bạn không có cần phải mở app lên, có thể làm ngay từ notification luôn. Để xài những cái hành động này ở một cái thông báo bất kỳ, bạn chỉ cần trượt thông báo sang bên trái, nhấn vào nút View và sau đó chọn những cái hành động mà bạn mong muốn. Đây là một cách hiển thị mới mà iOS 10 đưa cho chúng ta để chúng ta có thể làm những cái hành động này một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn. Một tính năng nữa mà mình nghĩ rằng rất nhiều anh em sẽ thích, đó là chúng ta có thể chạy nhanh app camera chỉ một cái thao tác trượt ở ngoài màn hình khóa. Trước đây ở trên iOS 9 trở về trước thì chúng ta có một cái icon nhỏ nhỏ để mà kích hoạt cái app chụp ảnh. Thì nhưng mà với mình thì cái icon nó quá nhỏ cho nên mình rất là hay miss cái icon đó. Và cứ mỗi lần mình kéo lên thì đôi khi mình không kéo hết, nên lại trượt xuống trở lại và app camera của mình nó không hoạt động được. Đó không phải là một cái ý tưởng hay. Thì bây giờ lên iOS 10 điều đó đã được khắc phục. Chắc hẳn các bạn đã từng một lần phải nhận những cái email dạng gửi mass như thế này. Với những cái email được gửi cho nhiều người cùng lúc thì bạn thường là có một cái nút hủy đăng ký. Nhưng mà nếu mà nhìn sơ một cái email thì bạn sẽ không biết nó nằm ở đâu để mà hủy đăng ký cho nó đỡ phiền. Với iOS 10, ứng dụng email có thể tự động detect được cái link đó và đưa lên cho bạn ở đây. Bạn chỉ cần bấm vào nút hủy đăng ký này để mà hủy đăng ký, và các bạn chỉ cần nhấn hủy là xong. Với iPad Air 2 trở lên thì trên iOS 10 còn hỗ trợ bạn mở hai tab trong Safari cùng lúc. Các bạn chỉ cần nắm giữ cái tab và bung ra. Như vậy là chúng ta đã có hai cái tab nằm ở hai nửa màn hình. Rất là hay và tiện. Trước đây ở iOS 9 vì lý do nào đó mà Apple họ không có cho chúng ta làm cái việc này, thì bây giờ trên iOS 10 bạn đã có thể làm được rồi. Rồi, đây là những chức năng mà mình muốn giới thiệu với anh em. Nếu anh em có thêm thủ thuật hay là những cái thứ gì hay ho muốn chia sẻ với iOS 10 thì hãy comment vào topic trên tinh tế hoặc là trong ngay trong YouTube này. Xin cảm ơn các bạn.